Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Ba Đại chúng em. Video hôm nay muốn đề giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ và những siêu phẩm hiện có bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu ạ, đây là một cây tủ bày đồ với chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Cái tủ bày đồ này có tổng chiều cao là 230 cm, chiều ngang là 127 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Đầu tiên là với phần chương trên cùng ạ. Với phần chương ạ, được bực truyện nha các bác. Và phần dưới này được khảm ốc xà cừ ạ. Với hai bên ạ được khảm chim hoa. Để với tất cả những phần rượu ạ đều được được chạm những đường truyện và những đồng tiền. Và đây là phần thành khung ạ, được khảm những đường dây neo liên chi, những đường ô vang đều được khảm chạy kín trên mặt tủ. Phần chính giữa đây ạ được khảm một quân thư nha các bác. Về đây ạ, hai bên ạ đều là có một chiếc kệ ạ, để các bác có thể là kê rượu hay là kê đồ sứ ạ. Em quay đến phần dưới ạ, đây là những cánh tủ ạ, và chính giữa đây là một chiếc ngăn kéo. Chiếc ngăn kéo nhỏ các bác có thể là mở ra và đựng đồ. Và đây là được khảm ạ, với chất ốc xà cừ được cắt tỉa rất là tỉ mỉ. Đây là hai cái những cánh tủ ạ, bên trong ạ, và có thể là đựng đồ rất là tiện nghi. Và những đường ô van ạ đều được cắt tỉa chạy kín trên mặt tủ. Và phần dưới đây ạ, một cánh tủ rất là to ạ, được khảm ạ, xem vịt xem cò nha các bác. Chất gỗ liền nạc dày dặn. Đây là với phần liễu ạ, đây chính giữa phần liễu dưới ạ, được khảm rơi thọ và những đường truyện. Và với chân tủ này em đo là 10 cm ạ, đục chạm tới cuối chân, chất gỗ rất là dày dặn luôn. Với cây tủ bày đồ ạ, với hai bên hông ạ, đục chạm ba mặt này các bác, tất cả phần liễu ạ đều được đục truyện. Với một cây tủ bày đồ ạ, đây các bác xem ạ, rất là nhiều kệ. Ở bên trong đây ạ, đây, chính giữa đây là một ngăn kính nha các bác, và có thể là trưng bày đồ ở dưới ạ. Và cơ sở Bảo Đại cũng đã nắp tay nắm ạ, và những cánh tủ và những ngăn kéo. Thế em báo giá gia lưu với cây tủ bày đồ này, giá là 25 triệu nhà em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. À, sang bên đây ạ, em có một cây tủ bày đồ chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Cây tủ này có tổng chiều cao là 197 cm, chiều ngang 100 cm và sâu là 40 cm. Em mà đến gần và em quay chi tiết. Đây là cây tủ bày đồ ạ, phần rĩu và phần chương bên trên ạ đều được đục truyện và được khảm những đường truyện. Và đây với tất cả những phần thành khung ạ đều được khảm những đường dây neo liên chi, những đường ô vang lại được khảm ạ kín trên bề mặt chiếc tủ. Với cái tủ bày đồ này, phần dưới là có hai chiếc ngăn kéo ạ, bên ngoài để đục chạm những đường nét hoa nạp tây. Để hai chiếc ngăn kéo ạ, bác mở ra và có thể là đựng đồ. Phần liễu ạ đều được đục truyện nha các bác. Để với tất cả những phần thành khung này ạ, đều được khảm những đường dây neo liên chi, những đường ô vang. Và đây là bên trong của cái tủ bày đồ ạ. Ở bên ngoài ạ là đều được khảm những đường truyện, và tất cả sàn bên trong ạ đều là sàn kính nha các bác. Với một cây tủ bày đồ ạ gồm có nhiều sàn như thế này để các bác có thể là trưng bày ạ đồ sứ đồ tượng, có thể trưng bày rượu hay là đồ cục. Và bên ngoài cây tủ ạ, cơ sở Bảo Đảm cũng đã nắp ạ, tay nắm ạ rất là chỉnh chu và cẩn thận. Và trước khi giao lưu, cơ sở Bảo Đảm cũng sẽ làm bóng sạch sẽ trước khi giao đến tận nơi. Với hai bên hông ạ, như là nó như nhau nhỉ bác, chất gỗ cực kỳ là dày dặn luôn. Và em báo giá giao lưu với cây tủ bày đồ này, giá là 18 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo xuống dưới bên đây ạ, em có một bộ ghế vách tàu, chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật, miền Nam gọi là gõ mật, bộ gồm tổng là 7 món, gồm 4 ghế, 2 đôn và 1 bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của bàn.
Bàn dài là 115 sen. Ngang là 55 sen. Đây là với phần chân ạ. Đều được chạm và được khảm ốc. Đây là những phần liễu ạ. Đều được đục chạm những cành hoa, phần chân ạ. Với phần chân được đục chạm đầu nâng chân móng. Với chiếc bàn hàng được chạm và khảm là tứ diện, bốn mặt. Và đây là phần liễu ạ, đục chạm chim hoa nha các bác. Trên này được khảm những đường dây neo. Này chiếc bàn ạ, hàng đục chạm và khảm là tứ diện. Và dưới bàn cũng có một sàn để các bác có thể là đựng đồ. Và đây là mặt bàn ạ. Bên trong là một viên đá tự nhiên vân núi nha các bác. Đá nguyên khối ạ. Và tiếp theo thì với bốn chiếc ghế ạ, kích thước này như nhau. Em cũng đo thông số đại diện một cái ạ. À, rất là nặng luôn. Chiều ngang của ghế em đo là 68 cm. Sâu 58 cm. Và ghế cao là 110 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Này phần trên ạ, phần trước ạ, chất gỗ ạ, khi các bác lờ vào cực kỳ là dày dặn. Phần liễu là được đục chạm vào khảm chim hoa. Và tất cả lòng ván tự bên trong ạ đều là những viên đá tự nhiên vân núi ạ. Đá tròn nha các bác. Để xung quanh ạ đều được khảm những đường dây neo ạ. Và tất cả lòng ván ghế bên trong ạ đều là những viên đá tự nhiên vân núi ạ. Vân rất là đẹp luôn. Phần tay cũng được đục chạm vào khảm ốc. Và đây là với tất cả phần chân ghế ạ đều đục chạm ạ. Đầu nâng chân móng ạ. Đây là phần liễu cũng được khảm những cành hoa, những bông hoa. Với phần liễu là được chiếc ghế hàng đục chạm là tứ diện bốn mặt. Đây là hai bên hông ạ. Đều được đục chạm và khảm ốc nha các bác. Em quay ra để đây là mặt sau ạ. Chiếc ghế ạ đục chạm và khảm tứ diện mặt sau ạ. Cũng được khảm đúng như mặt trước luôn ạ. Rất là tỉ mỉ. Đây mà phần đá cũng thế ạ. Rất là đẹp luôn. Chất gỗ lành nặng dày dặn. Không chê vào đâu được. Và tiếp theo thì với hai đôn ạ, kích thước là như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái để các bác nắm về kích thước. Chiều ngang của đôn là 50 cm. Sâu là 40 cm. Với bộ ghế vách tàu này, tất cả những phần chân ạ của bộ ghế đều được đục chạm đầu nâng chân móng. Và với phần chiếc đôn này cũng hàng khảm mà đục chạm là tứ diện ạ, bốn mặt. Ở dưới đôn bàn ạ, đều có một chiếc sàn ở dưới để các bác có thể là đựng đồ. Em quay chi tiết với những chiếc ghế còn lại để các bác có thể là xem được kỹ hơn. Với bộ ghế vách tàu này gồm có 7 món, cũng phù hợp với những không gian ạ, vừa và nhỏ đều. Vì có 4 chiếc ghế nhỏ thì các bác có thể là kê di chuyển cũng rất là tiện nghi và thoải mái. Hàng đục chạm cả tứ diện nha các bác, bốn mặt, mặt sau ạ cũng đúng như mặt trước luôn. Mộng mạc cũng rất là chắc chắn luôn ạ, tất cả phần tựa phần tay ạ đều là mộng chắc chắn. Với phần tựa bên trong ạ là đá tròn, những viên đá tự nhiên vân núi ạ, rất là đẹp luôn. Em báo giá giao lưu với bộ ghế vách tàu này, giá là 35 triệu. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và xuống dưới bên đây ạ, em có một bộ ba minh đế với chất liệu là gỗ vụ, gỗ hương nha các bác. Bộ gồm tổng là 3 món ạ, gồm có 2 ghế và một đôn ạ. Với hai chiếc ghế kích thước là như nhau, em đo thông số đại diện một cái. Chiều ngang của ghế là 61 cm. Chiều sâu là 49 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Với bộ ba minh đế này ạ, chất liệu là gỗ hương,
chật gỗ rất là dày dặn ạ. Rồi đây phần tựa lưng đây ạ, được phần điểu đây được chạm những từng nét ạ, hoàn là tây. Phần tay cũng được vành cong và được chạm. Chân gỗ liền nạc, cái dày dặn nha các bác. Đây là bên hông ạ. Nhưng mà sau ạ, chất gỗ và vân gỗ rất là đẹp luôn. Hàng này nặng liền nạc. Hàng này em bao đẹp cho các bác. Và tất cả lòng ván ghế ạ, đều có lòng ván liền hết. Và với chiếc đôn kẹp này em cũng đo thông số. Với chiều ngang này em đo là 49 cm. Chiều ngang là 39 cm. 4 mặt là như nhau nha các bác. Tất cả những phần chân dưới đây ạ, của đôn kẹp và ghế ạ, đều được chạm những đường nét hoa là tây. Ở đây lên mặt ạ, bên trong là ván gỗ hết ạ. Chất gỗ và vân gỗ rất là đẹp, không chê vào đâu. Trước khi giao lưu được cơ sở bảo đảm cũng sẽ nằm bóng và si sắp lại. Đây em quay sang chiếc ghế thứ hai ạ. Đấy các bác xem ạ. Vân thì cũng rất là đẹp luôn, không chê vào đâu. Gỗ lành nặng liền nè. Và với bộ ba minh đế này em cũng báo giá và giao lưu giá là 12 triệu. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và xuống dưới bên đây ạ, em có một bộ bàn ăn Louis kiểu dáng Pháp với chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi nào gỗ mật, miền Nam gọi là gỗ mật, bao gồm tổng có 8 ghế và một bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của bàn. Đường kính của mặt bàn em đo 130 cm. Bàn cao 76 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Đây là phần liễu bàn ạ. Với bộ bàn ăn nuôi kiểu dáng Pháp này đều được khảm ốc xà cừ với chất ốc 7 màu. Phần liễu là được khảm ạ, những đường dây neo liên chi xen kẽ là những đường oval ạ, được khảm ạ, chạy quanh vòng tròn chiếc bàn. Em quay đến phần chân ạ. Với những trụ chân ạ đều được đục chạm. Chất gỗ thì cực kỳ là dày dặn. Với phần chân ở đây em đo là 12 cm ạ. Phần dưới đục chạm những con nân hóa nha các bác. Phần chân ạ đều cũng được đục chạm là tứ diện, 4 mặt là như nhau. Em quay lên đến mặt bàn. Với chính giữa lòng bàn ạ, được khảm cảnh tùng hạt bách điểu, chất ốc xà cừ, được cắt tỉa là tỉ mỉ thủ công hết nhân luôn nha các bác. Ở bên ngoài đây cũng được khảm những đường truyện và những chữ thọ cũng được cắt tỉa chạy quanh vòng tròn trong lòng của chiếc bàn. Và đây là la bên ngoài ạ, vòng ngoài cùng đây của chiếc bàn ạ, được khảm là tứ quý 4 mùa, tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông, và xen kẽ là những đường oval đều được cắt tỉa chạy quanh ạ, vòng tròn của chiếc bàn. Và tiếp theo 8 chiếc ghế thì kích thước là như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái. Chiều ngang của ghế là 50 cm, chiều sâu là 42 cm. Em đến gần để em quay chi tiết. Đây là phần chuông trên cùng ạ, được chạm những bông hoa hồng, những đường nét hoa là tây. Và tất cả nô bên trong đều là nô gỗ ạ, và được khảm chim hoa. Đây là những trụ tay đều được khảm ốc nha các bác. Chất gỗ thì rất là dày dặn, chắc chắn rồi. Tất cả lòng ván ghế bên trong ạ, là ván liền hết ạ. Ở đây là phần liễu dưới ạ, được đục chạm những đường nét hoa là tây, phần chân được vành cong ạ, rất là điệu. Đây là bên hông ạ. Chiếc ghế hàng đục chạm là tứ diện 4 mặt. Em mặt sau ạ cũng được đục chạm những con cá chấp vàng. Em quay chi tiết ạ, đây là với những chiếc ghế còn nặng.
trước khi giao lưu là cơ sở bảo đảm cũng sẽ làm bóng sạch sẽ và kiểm tra cẩn thận trước khi ra đến tận nơi. Em báo giá giao lưu với bộ bàn ăn nuôi kiểu dáng Pháp này, giá là 65 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và đây là sản phẩm cuối cùng và video clip hôm nay em muốn giới thiệu một bộ trường Tam Sơn với chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật, bộ gồm tổng là 5 món gồm có 2 chiếc ghế dài, 2 đôn và 1 bàn. Em đo thông số kích thước của bàn. Chiều dài là 115 cm. Và ngang là 55 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Đầu tiên là phần chân bàn chân thì đục chạm đầu nâng chân cá. Đục chạm và khảm tới cuối chân Phần liễu đều được đục chạm và khảm ốc. Với chiếc bàn hàng đục chạm và khảm là tứ diện, bốn mặt. Bên trên được khảm những đường dây neo và bên dưới được đục chạm chim hoa. Với chiếc bàn hàng đục chạm và khảm là tứ diện, bốn mặt. Và dưới bàn đều có một chiếc sàn ở dưới để các bác có thể là đựng đồ. Lên mặt bàn bên chính giữa lòng bàn đây viên đá tự nhiên vân núi nha các bác. Vân đá rất là đẹp luôn. Và với hai chiếc ghế thì kích thước là như nhau. Em cũng đo thông số đại diện một cái để các bác nắm về kích thước. Chiếc ghế em đo chiều dài là 190 cm, chiều sâu là 58 cm. Em đến gần em quay chi tiết. Đây là đầu tiên là phần tựa bộ trường Tam Sơn. Tam Sơn đây là phần tựa, nó gồm có 3 nô với tất cả những phần tựa bên trong đều là những viên đá tự nhiên vân núi. Và bên ngoài phần liễu là được đục chạm và khảm chim hoa. Phần tay cũng được khảm chim hoa nha các bác. Tất cả phần tựa đây, những phần đều được đục chạm. Phần thành khô được khảm những đường dây neo. Đây là phần chỗ ngồi cũng gồm có 3 ô đá, đều là những viên đá tự nhiên vân núi. Với chiếc ghế hàng đục chạm và khảm là tứ diện bốn mặt. Em quay đến đây là phần hông Phần chân được đục chạm, đầu nâng chân cá. Với chân em đo là 12 cm. Rất là dày dặn, đục chạm tới cuối chân. Chiếc ghế hàng đục chạm và khảm là tứ diện, bốn mặt. Đây là mặt sau nhà các bác. Đục chạm và khảm đúng như mặt trước luôn rất là tỉ mỉ. Khi các bác xem video chưa kỹ, nghe chưa được rõ có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Em có thể giải chi tiết hơn cho các bác về bộ trường Tam Sơn này. Em quay sang chiếc ghế thứ hai để các bác có thể là xem được kỹ hơn. Này phần tựa gồm có 3 nô Tất cả phần tựa và tay đây đều là mộng chắc chắn, mộng tháo rời nha các bác. Kích thước rất là nặng với một chiếc ghế như thế này cũng phải bốn người khinh Tất cả phần liễu đều được đục chạm. Mặt sau cũng được đục chạm khảm đúng như mặt trước luôn. Với chiếc ghế tổng chiều dài là 190 cm. Có thể là ngồi thưởng thức uống trà. Buổi trưa có thể là nằm nghỉ ngơi thư giãn được luôn Với bên trong ghế cũng có những viên đá nguyên khối hết Đây phần trần này các bác. Phần tay cũng được đục chạm khảm chim hoa. Trần được đục chạm đầu nâng chân cá. Với hai đôn kích thước là như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái. Chiều ngang của đôn là 50 cm và sâu là 40 cm. Đây là phần tất cả phần chân của bộ trường Tam Sơn này đều được đục chạm đầu nâng chân cá. Dưới bàn và đôn đều có sàn để các bác có thể là đựng đồ. Với chiếc đôn đục chạm khảm tứ diện, bốn mặt là như nhau. Trần gỗ cực kỳ là dày dặn, hàng rất là nặng luôn nha các bác. Và tất cả bên trên trên bên trong có bộ trường Tam Sơn bên trong đều là những viên đá tự nhiên vân núi.
Và với bộ trường Tam Sơn thì em cũng báo giá và giao lưu ạ, giá là 43 triệu, em bao miễn phí ship và lắp ráp tại nhà cho tất cả các bác rồi. Các bác xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho cơ sở em một like, một đăng ký kênh, em có thêm lực phát triển kênh và ra những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Mà các bác xem video chưa kỹ và nghe chưa được rõ có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Em có thể gửi chi tiết hơn và giao lưu với các bác. Em xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo.